Hello, xin chào mọi người, chúc mọi người luôn vui. Hôm nay là ngày thứ hai của tuần Mark Rick. Tụi học sinh nó nghỉ cho nên mình chở cả gia đình đi chơi. Hôm nay, hôm qua thì đi Toronto, dạo phố, uống, vui chơi. Hôm nay thì mình đi Blue Mountain cho tụi nhỏ nó chơi. Hello em, hôm nay đi đâu? Nó leo núi. Đi đâu mà đẹp thế? Hello núi. Kevin. Hello Andy. Hôm nay đi chơi ngày thứ hai nha. Thêm ngày nữa rồi mai ba mẹ đi làm rồi. Ok. Bây giờ đi Blue Mountain phải không? Ok, let's go. Xe giờ đã tới mua tạch rồi. Khu vực này thấy nhớ xíu xíu gì nè, không biết. Lên trên đi cáp treo lên trên đó rồi đi trượt tuyết. Đi từ trưa tới giờ mới tới đây mà bây giờ tùm lum hết trơn. Coi nó có cái gì nè, con muốn chơi cái gì đó thì mua ticket. Chỗ tắm nó cho nít hay cho lớn? Ồ, 6 tuổi nhỏ hơn mà. Đâu có tuổi cỡ con tắm đâu kia anh. Mười tuổi cộng đó.
này nít tới đây nó quá đông, chủ yếu là nó đi chơi, đi cáp treo lên trên trên núi, nó trượt tiết xuống. Đây là bản vé, vé tiền ticket. Mình đi nhỏ này sắp hàng đang chuẩn bị đi chơi vòng vòng, chạy xe vòng vòng. Keep your arms and legs inside the cart at all times. There is no bumping any carts in front of you, and there is no stopping on the track as someone else may bump into you, not maintaining safe distance and resulting collisions and injuries. When you reach the top, the operator will instruct you to push your handles forward, forward to go, and pull back to slow down or stop. Stopping is only necessary in case of an emergency. Remember, keep sufficient distance between you and the cart in front. No bumping any cart and no stopping on the track. When you near the end of the ride, keep moving to the unload area. When you enter the unload area, operator will instruct. Mấy người nhỏ nó sắp hàng rồi nó lên chiếc xe này, xong rồi nó sẽ chạy vòng mình nữa, vòng lên tú qua trên núi, nó mới chạy vòng về. Đang sắp hàng, lát leo lên mấy xe này, chạy vòng lên núi rồi chạy về, cũng hơi xa nha. Có mấy nhỏ nó bắt đầu chạy đi, sàn xong chạy. Đây thì người lớn hơn đi lên cáp treo lên trên núi rồi, xong rồi bắt đầu đi trượt tiết xuống đường này với đường kia hai đường. Mấy đứa nhỏ tập đi đi bên đây. Bị cái lên tú trên kia rồi họ chạy xuống.
Ồ, nó đi lên đó. À, đi lên nó leo trèo bên đó kìa. Ồ, nhiều lắm, nhiều trò chơi thì nó thích. Nó thích chơi gì nó chơi. Leo trèo á, giống như nó đu, nó nhảy mấy cái ta làm mấy chỗ mà để leo á. Mấy đứa nhỏ nó đi vui hả? Rồi, hàng kỹ đó đi tốt chỗ rồi. Vô mấy nhà nó leo mà. Nó leo trèo trong đó chơi thôi. Cái nhỏ nó đi chơi hết, bây giờ mình đứng đây mình tự sướng. Đúng là trên núi mà tiết nó xuống nó còn y đây, nó không tan được ha. Cả một bầu trời tiết luôn. Với mấy chỗ khác thì nó hết rồi. Ở đây thì quá. Này, là núi. Đây gọi là Loon Mountain. Trong khi chờ đợi những cái nhỏ đi leo. Đi leo trèo trong cái nhà bên kia. Đói bụng không con, muốn ăn gì không? Hỏi Kevin coi muốn ăn gì không? Bụng cho anh đi. Muốn ăn gì không? Ăn gì muốn ăn á? Muốn ăn cái gì? Đây có team hết tình nữa nè, có burger nè, trong cái nhà bên kia thì có pizza. Muốn ăn cái gì?
Muốn ăn gì Kevin? Ở đây có tim ớt tành, có pizza, có burger nè, muốn ăn nào? Nhanh đi con, đừng ăn rồi xong rồi chơi tiếp để tối rồi đó. Gần 4 giờ rồi. Chứ không có tham đâu. Ok. Đây. Hồ tiên. Hai cái protein. Dạ đúng rồi, lấy cái dao đây. Burger. Ăn ốc rồi lát nữa đi tụt kìa. Nè. Không muốn làm dao, làm dao đó làm đi. Gì á? Protein này có dụng này không? Cắt nhỏ ra làm nửa ăn với bự quá đâu miệng mồm nào mà cắn nó được. Okay, ăn đi. Dụng này không có không? Có gắt lên không? Đây nè, đây. Đây. Giấy hả con? Lấy ít giấy vậy? Tại bị dớ chứ. Đi đói bụng quá à. Ăn burger mà ngốn ngốn ngốn. Thôi quá đói rồi. Nãy giờ bà kêu nói đói bụng mà bà mua ăn mà cứ vòng vòng hoài, vẫn khu đó hoài mà. Mất hết thời gian. Đói quá à, cái bệnh. Rồi ăn protein đi. Ăn protein nha. Protein này ngon hơn ở McDonald's không? Dạ. Protein ngon luôn hả? Con nói bụng quá vậy. Ừ, đợi thử miếng ăn. Nó không mặn. Đâu mặn không? Còn mấy chỗ khác nó làm mặn lắm á, cái này đâu mặn đâu. Nên cái chỗ khác nó, cái ghế vi nó đổ lên mặn lắm. Nó béo nè, có chi. Vừa ăn, không ăn. Đây là ngon hơn ở lần đầu nồi không? Đói các bạn, đau bụng ấy. Nên là còn ăn thấy vậy. Tìm gì chỗ nào cũng làm giống 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 nhau thôi. Ăn cho nó đi. Giờ đến đây làm tụ tục cho hai đứa nhỏ vô bơi tắm cho mát. À, bây giờ tụi nó đi vô trong đó thì thầy quần áo rồi. À, đi bơi. Vòng ngoài trời ăn uống xong rồi nóng, nắng nóng quá, giờ đi bơi cho mát. Đứa nó đâu rồi?
chỗ tắm nó, tụi nó ồn ào quá. Ngồi đi cha, ngồi đi, ngồi. Ba đồng. Nhất giờ đây tắm cho mát là quá trời là. Andy, Andy, Andy. Nước là lâu lắm. Cái gì như trên nước là nó thôi á, nó bây giờ nó lên.